Chào các bạn, mình đang có mặt tại gian hàng SIM Việt Nam. Ở đây là chiếc SIM Sark 125 Mini, mẫu xe mới được SIM giới thiệu cách đây không lâu. Và nó có nhiệm vụ cạnh tranh với đối thủ Honda Vision và Yamaha Luviad hay là Suzuki Address. Thì bây giờ mình sẽ xin nói đầu tiên về thiết kế. Ở đây bên phần cạnh bên của xe sở hữu thiết kế khá là cân đối với bánh 14 inch. Cả hai bánh của xe là 14 inch với dạng chấu, dạng 5 chấu kép. Bánh trước được trang bị phanh đĩa với hai piston, trong khi bánh sau vẫn là phanh tang trống. Ở đây là phần đầu xe. Phần đầu xe chúng ta vẫn có một đèn pha được đặt tách rời trên phần tay lái. Và ở phía dưới mặt nạ là một cụm đèn xi nhan và đèn sương mù. Đèn sương mù của SIM vẫn được vẫn là kiểu đèn sương mù màu xanh chứ không phải màu trắng. Vì đây là một mẫu xe tay ga được phát triển dành cho phái nữ nên kiểu dáng của SIM Sark Mini này khá là nhỏ gọn. Chúng ta có thể thấy ở khi nhìn từ phía chiều ngang. Ngoài ra ở gian trưng bày của SIM lần này còn có 4 phiên bản màu, đó là màu đen và màu trắng. Có khá nhiều ý kiến cho rằng Sark Mini này có kiểu dáng giống với chiếc Honda Vision. Tuy nhiên thì mình thấy rằng những cái đường nét thiết kế của Sark Mini vẫn thiên về cái phong cách góc cạnh nhiều hơn chứ không mềm mại và vuốt tròn như là Honda Vision. Đây là phía sau của xe. Cụm đèn hậu được thiết kế khá lớn với choá đèn hậu màu đỏ và hai bên choá đèn xi nhan là màu trắng. Một trong những cái điểm ưu điểm của chiếc Sark Mini này đó là cái phần bình xăng được đặt trên ngay phần dưới tay lái. Cái bình xăng này có dung tích 5,2 lít, với phía bên đối diện đó là ổ khóa. Ổ khóa này cũng có tính năng chống trộm và ở bên trên là một cái nút bấm tính năng idling stop. Ở đây là phần tay lái. Ở bên trái chúng ta có nút còi, nút báo rẽ và nút đèn cốt pha. Bên phải chúng ta có một nút mở cốp và nút bật đèn. Đây là cụm ống xả được sơn đen mờ. Vành sau, bánh sau của xe sử dụng cáp đơn. Sark Mini được trang bị động cơ một xi lanh dung tích 125 phân khối, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử cho công suất cực đại 6,2 mã lực tại 8.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 6.000 vòng phút. Sark Mini này có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản tiêu chuẩn và có hai màu đỏ và trắng. Trong khi đó phiên bản thứ hai là phiên bản thể thao với cũng có hai màu là màu đen và màu xanh dương. Giá của phiên bản tiêu chuẩn là 30,5 triệu đồng, trong đó phiên bản thể thao là 31 triệu đồng. Xin cảm ơn các bạn.